hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày 11 tháng 9 năm 2018. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên hình quý vị hiện tại là chúng tôi đang có trong quá trình hoàn thiện một chiếc sập thờ chân 20 bằng chất liệu gỗ Mita. Thì chiếc sập thờ này chúng tôi hoàn thiện cho chú Diện ở tại Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cái sập thì có kích thước là dài 1m97, cao 1m17 và rộng sâu 1m07. Được chế tác hoàn toàn chất liệu gỗ Mita. Và phần dạ được đục chạm thủ công rất là đẹp. Dạ được chạm đầu hổ phù. Đây là chiếc sập thờ tứ linh cân, là có một bên long ly và một bên là phượng. Một bên là phượng ly, một bên là nghê và rùa. Chính giữa có đầu phù đây. Đầu phù được chúng tôi đục chạm kính bóng rất là kỹ và sắc nét. Và hoàn toàn thủ công là bằng tay. Những phần dâu này được kênh hết lên mọi người nhé. Đây, kênh lên này. Rất là nét, nhiệt phần dâu đây. Để thế tôi có thể lùa tay được vào. Đây là chính diện. Chính diện rất là sâu. Quý vị nhìn bên ngoài sẽ đẹp hơn trong video rất nhiều, vì hiện tại là ánh sáng không được tốt cho lắm. Ánh sáng này không được chuẩn cho lắm. Chân móng còn là dòng. Trên cổ thì được đục chạm dòng trâu mãn nguyệt. Đây là dòng trâu mãn nguyệt. Và cổ liền tấm dài suốt. Cổ liền tấm dài suốt nhé. Chân là chân chân chạm chân nghi. Đây là chân nghi. Rất là dữ tợn. Đây các bạn thấy chân nghi. Bên dưới là được chạm con nghi. Rất là đẹp. Ngoài cổng ấy. Đây là phần ván mặt cũng rất là đẹp. Bốn góc thì là có bốn bao lan dòng hóa. Đây là phần hông nhé, quý vị nhé. Đây là phần ngang bên phải đây. Đốc là có cổ hoa lá tây. Tôi đã giới thiệu đến quý vị rất là nhiều rồi. Đây một góc máy khác của chiếc sập thờ. Quý vị thấy rất là đồ sộ. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510806. Có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê. Mẫu sập thờ tứ linh chân 20 của chú Diện. Và hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2019. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video clip này.